Tổng thống Argentina Cristina Fernandez đã chỉ trích các hệ thống siêu thị đầu cơ, nâng giá các hàng hóa cơ bản trong khi chính phủ đang cố gắng giảm lạm phát. Tháng trước, chính phủ Argentina công bố hệ thống siêu thị lớn nhất nước này đã đồng ý không thay đổi giá trong vòng 60 ngày để góp phần giảm lạm phát. Nhưng những tuần sau đó, những siêu thị hàng đầu tại Argentina lại bị tổng thống cáo buộc đầu cơ tích trữ các mặt hàng cơ bản như sữa, cà chua và trà Zeba Mate, quốc ẩm của Argentina. Lý do gì mà trà Zeba lại khan hiếm? Đây đâu phải là hàng nhập khẩu. Các siêu thị đã nói dối, rõ ràng họ đang đầu cơ. Vừa gây áp lực với các siêu thị được coi là động thái mới nhất của chính phủ Argentina nhằm kiểm soát tình trạng lạm phát vốn lên đến 25% vào năm 2013. Đồng nội tệ của Argentina đang bị phá giá mạnh dưới áp lực của giá hàng hóa nhập khẩu. Chúng ta cần phải bảo vệ khách hàng khỏi các siêu thị đang làm giá các mặt hàng của họ. Dù những nỗ lực của chính phủ kiềm hãm đà tăng giá cả của hàng hóa, lạm phát tháng 1 của Argentina được dự đoán sẽ tăng lên mức kỷ lục trong vòng một thập kỷ là 5,5%, theo khảo sát của Reuters.